Hôm nay mình có cái bản lép xin giới thiệu với các bạn, mình làm luôn cái ví dụ để giới thiệu với các bạn cách làm lép full sử dụng phần mềm lép build. Thì ở đây mình có cái bản lép này thì tầm khoảng 308 lép full. Thì thường thì các bạn phải dùng cái card điều khiển khoảng 2.008 con thì nó phí rất là nhiều tiền. Thì mình sử dụng cái card H1000 tầm khoảng chi phí rất là thấp mà cũng có thể điều khiển được cái bảng này. Thì ở đây là cái bảng thiết kế, bên này có cái bảng đã cắm led ngoài thực tế mà nó được nổi dây sạc. Bây giờ mình tiến hành đi dây, tạo sơ đồ đi dây trên Corel cho cái bảng này. Các bạn chọn công cụ Poly Light Tool, xong rồi các bạn tiến hành đi dây. Thì mình chọn tại điểm này là điểm bắt đầu, chỗ này là một đường thẳng nha, các bạn có thể là kéo thẳng lên. Đấy, rồi chỗ này là đường thẳng thì mình kéo thẳng xuống, miễn là cái đường đi dây này nó cắt chéo qua cái con lép của mình là được. Cứ nối như thế này và đánh hết cái bảng để mình cắm lép như thế nào thì tùy. Và ở đây mình có một cái sơ đồ đã đi dây sẵn, thì mình sẽ xuất cái sơ đồ này qua cái file DXF để mình tràn vào phần mềm lép build. Thì ở đây các bạn quét chọn và bỏ cái khung, cái viền của cái khung bảng đi, quét chọn tất cả, các bạn nhấn Ctrl A để xuất ra file DXF. Ở đây mình chọn là DXF AutoCAD. Rồi, các bạn nhớ không đặt tên bằng tiếng Việt, đặt tên tiếng Việt là phần mềm lép build sẽ không có hiểu. Rồi, chọn Export. Rồi, OK. Rồi, thế này là xong cái phần mà tạo sơ đồ đi dây. Bây giờ mình chuyển qua tạo cái hiệu ứng cho lép. Tiếp tục mình tạo cái hiệu ứng cho lép, mở phần mềm lép build đây. Và đây là giao diện hiệu ứng. Bây giờ mình phải, trước khi tạo hiệu ứng mình phải chèn cái sơ đồ đi dây vào. Các bạn vào setting, background setting, chọn import JPEG file hoặc là nhấn phím F. Rồi, hồi nãy là mình xuất ra cái file có cái tên như thế này. Rồi, chọn file này, chọn open. Thì ở đây nó lên cái sơ đồ và nó báo là có 308 điểm lép. Bạn nhấn OK. Rồi, đấy, sơ đồ lép của mình đã ra như thế này. Và các bạn chọn cái cổng. Thì ở đây mình sử dụng mạch H1000 là một cổng, nên mình chọn cái Align with Sliver này. Rồi. Rồi, cái này mạch mình là một cổng thì lẽ ra là cái 308 con lép này sẽ ở cổng 1 nhưng mà nó đang ở cổng 2. Thì mình sẽ chuyển cái này về cổng 1. Các bạn dùng công cụ transfer chọn cổng thứ nhất và kích vào cái điểm này. Đó. Rồi, thứ hai nữa là trên cái Corel mình chọn cái điểm ngay chỗ này là điểm bắt đầu, nhưng mà import vào đây thì cái chỗ cuối, chữ D này lại là điểm bắt đầu. Thì giờ mình chuyển đổi giữa hai cái điểm này với nhau. Mình chọn cái công cụ này Reverse này và chọn cái điểm đầu, chọn điểm cuối thì nó sẽ tự động đổi với nhau. Rồi, OK. Bây giờ mình tiếp đến là chọn cái lép mà dùng, thì mình kích cho hình cái búa này để cài đặt. Đầu tiên bạn chọn cái bảng màu, bảng màu là BGR giống như hôm trước mình đã giới thiệu các cái video trước. Ở đây mình sử dụng lép 1903 nên bạn chọn ở cái dòng là TM1812 thì ở đây nó có là lép 1903. Đấy, quan trọng là còn ở dưới này Ctrl Tab thì mình đơn sử dụng cái bộ là sử dụng thẻ SD cho nên chọn vào cái chỗ mà SPACD. Rồi các bạn apply exit. Như vậy là đã xong cái phần import sơ đồ DJ và cài đặt IC. Chúng ta nhấn return để quanh lại. Nó hỏi là các bạn có lưu không? Thì các bạn lưu để lần sau mà có thay đổi hiệu ứng gì đó thì
mình mở shadow design này cho nhanh, không cần phải cài đặt lại. Gõ tay chọn cyber, ok, nó quanh ra cái giao diện hiệu ứng. Thì bây giờ mình nhấn vào new để chọn một cái file mới. Ở đây cái chiều cao và chiều rộng là phần mềm đã mặc định giống như bên phần design, chúng ta chỉ cần ok. Rồi. Tiếp theo bên bảng màu, bảng màu thì do cái bảng này nó nhỏ xlab cho nên các bạn chọn cái độ phân giải màu là lớn lên để cắm cái bảng màu mình nó ít màu lại cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình chọn cái bảng màu này, mình kích qua tab design, mình cho nó chạy qua khoảng 50 lần đấy. Rồi nó chạy lên up 50 lần rồi nó chạy bung ra, rồi ok nó thấy 50 lần. Rồi bây giờ tiếp theo cái bảng này, cái bảng của mình á là có cái viền, có cái viền. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái phân vùng chạy cho chữ led và một phân vùng chạy cho cái viền, thì làm như thế nào các bạn xem hướng dẫn. Rồi ở đây mình vào setting chọn block và setting chọn convert mode, ok. Thì trên cái bảng này mình sẽ chọn cái phân vùng cho cái chữ led đấy. Và trước cái phân vùng của chữ led thì chúng ta tạo cái phân vùng của cái viền trước. Thì tạo phân vùng của cái viền thì mình không cần phải ấy, mình để bình thường đi, mình tạo cái phân vùng của cái viền trước. Bây giờ muốn là nó cái viền nó đuổi thì mình sẽ chọn một cái bảng màu khác. Ví dụ ở đây mình muốn nó đuổi màu xanh dương thì mình sẽ chọn màu xanh dương, nhấn giữ phím Ctrl và chọn màu đen thì nó sẽ ra cái bảng màu này. Đấy, nó ra cái bảng màu xanh dương đuổi. Rồi chúng ta lưu lại. Rồi qua tab design này mình chọn cái kiểu xoay. Chọn kiểu xoay. Cái kiểu xoay này thì nó cũng không phù hợp lắm cho nên mình xóa, muốn xóa cái đó đi thì mình kích chuột phải delete. Delete cái frame từ 150 đến cuối. Ok. Các bạn nên chọn cái kiểu này, kiểu xoay này. Đấy. Và muốn đổi cái màu khác thì mình vào đây mình đổi cái bảng màu khác. Ví dụ giờ muốn màu hồng hoặc là màu đỏ, từ màu đỏ màu đen thì ta chọn màu đỏ và giữ phím Ctrl kích vào màu đen. Ok, chúng ta lưu lại để lần sau dùng. Mình qua design mình cũng tương tự, mình cho nó chạy ngược chiều kim đồng hồ cái dưới này. Rồi qua lại tab color mình chọn cái màu khác. Giờ muốn là nó đuổi theo màu, ở đây mình muốn đuổi theo màu, mình chọn cái bảng màu đó, bảng màu này mình đã tạo sẵn. Mình quay lại tab design, muốn cho nó chạy 100 lần theo chiều kim đồng hồ. Đấy, theo chiều kim đồng hồ. Rồi ngược chiều kim đồng hồ 100 lần nữa. Rồi dầm qua mình chọn cái bảng màu khác, bảng màu này chứ hả. Qua đây mình cho nó chạy cùng kim đồng hồ. Rồi ngược kim đồng hồ. Rồi ở đây mình muốn cho nó chạy đuổi màu trắng thì các bạn vào chọn cái bảng màu trắng, hoặc qua lại đây cho nó chạy đuổi màu trắng. Muốn cho nó chạy đuổi màu xanh lá nhé hả, thì mình chọn màu xanh lá, giữ phím Ctrl chọn màu đen và nhả phím Ctrl ra chọn màu xanh lá, giữ phím Ctrl lại chọn màu đen, tương tự. Rồi chúng ta lưu lại, chúng ta qua
thao tác resize cho nó xoay cái chỉ kim đồng hồ. Rồi mình muốn nó màu vàng thì mình clear, tạo lại cái bảng màu màu vàng. Rồi lưu lại qua design chạy nhiều kim đồng hồ. Đấy. Rồi giờ muốn cái viền nó sáng đổi màu. Sao vậy? Ừ. Giờ nó muốn sáng đổi màu thì mình chọn cái bảng màu này để cho cái viền nó sáng loang màu. Mình chọn thế này. Như vậy là nó loang màu. À, ok. Rồi bây giờ mình muốn phân vùng cái viền chạy riêng, cái chữ led nó chạy riêng thì mình sẽ vào setting, chọn block, chọn convert mode và chọn lại cái vùng của cái chữ led. Thì ở bên shadow design này mình thấy cái con led đầu tiên chữ L này là ở tọa độ là x bằng 4, xy ở đây thì ở đây chữ L là x bằng 4, y bằng 5. Mình chọn cái vùng nó phủ luôn cái chữ này, chọn cái từ cái điểm này là x bằng 3, y bằng 4 và đến cái điểm cuối dưới này là x bằng 36, y bằng 17. Đó thì ta qua cái này, ta gõ cái này á, điểm bắt đầu là x bằng 3, y bằng 4 và ở này là x bằng 36 thì trừ cho 3 là còn 33, ở dưới này 17 trừ 4 là còn 13. Apply. Rồi chúng ta return qua cái màn hình này. Rồi như vậy là ta đã phân vùng được cái chữ led, phân vùng được chữ led. Tiếp theo là mình sẽ kéo cái thanh trượt tranh này, kéo thanh trượt về đến cái điểm mà mình muốn phân ra hai vùng. Ở đây là nó chạy chung vừa cái viền vừa chữ, và đến cái này, điểm này là mình muốn phân vùng. À, bắt đầu từ điểm này mình sẽ làm cái hiệu ứng cho chữ led, thì sau này xuất ra file thì chữ led sẽ chạy cái hiệu ứng khác và cái viền chúng ta sẽ thấy nó chạy đuổi. Ở đây mình cũng tương tự, mình qua mình chọn cái bảng màu, chọn cái bảng màu cho chữ led này. Mình muốn là chữ led này sẽ loang màu và tiếp tục chữ led này mình muốn nó chạy tỏa ra hoặc là xoay rồi hiệu ứng khác, mình chọn bảng màu khác, ví dụ như là hiệu ứng là sáng lây. Rồi các bạn có thể tạo một cái bảng màu khác cho nó phù hợp. Dù ở đây mình muốn màu xanh sang màu trắng, rồi màu từ màu trắng sang lại màu xanh qua màu trắng lại màu xanh. Rồi chúng ta lưu lại. Và đây mình muốn hiệu ứng là chạy xéo chẳng hạn, hoặc là mình chọn một cái hiệu ứng khác ở đây, ví dụ như horizon. Đấy. Rồi qua đây mình chọn hiệu ứng, chọn một cái bảng màu. Chạy xuống xuống. À, các bạn cứ tạo cái hiệu ứng đó cho nó đến kết thúc cái frame trên này, cứ tạo cho nó đến cuối cùng cái frame cuối cùng của cái viền. Đây mình chọn cái bảng màu khác đi. À, cho cái chữ này nó sáng là loang như thế này, loang như thế này. Tiếp tục mình chọn một cái bảng màu khác, chọn
bỏ màu khác đi, màu vàng, màu vàng qua màu trắng, qua màu vàng qua màu trắng qua màu vàng, rồi đấy thì tất cả cái hiệu ứng này các bạn muốn cho nó chạy kiểu gì đấy thì mình làm cho nó chạy. À, như vậy là đến cuối rồi, chúng ta tạo cái hai cái vùng này nó trùng khớp với nhau từ đầu đến cuối. Rồi, như vậy là xong, mình xuất ra cái file thẻ nhớ, mình vào file output control data này, ok. Rồi, mình chọn cái file yes. Đấy, phần mềm này xuất file rất là nhanh, ok. Đây bây giờ mình chép cái file qua. Trước khi mà chép file thì có thể là format cái thẻ nhớ ở chế độ FAT16 này, mình format cái thẻ star. Rồi các bạn chép cái file lúc nãy qua HCX. Rồi. Nhất chiếc đắng ngân tình này mà lòng người nào có hay, dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say, đã cố quên đi người anh chắc kia năm nào, nhạt nhà vàng xa khuất màn sương tan đêm con hiu hắt men sâu. Bước chân lặng thầm ở trên con phố khuya vắng em, tiếng yêu đương ngày nào còn vang mãi trong ký ức đau thương. Nếu hôm nào mình cùng nhau chung bước đi, để bây giờ một mình anh lạc lối xưa, vầng trăng khuya đã mang theo bóng hình em. Yêu một người dù lòng em chẳng có anh, yêu một người dù lòng em chỉ dối gian, nhìn lá thu rơi biết em đang dần xa. Lòng người nào có hay, dẫu biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai, sóng cuốn trôi đi hoài, lá khô rơi rụng đầy, mà sao ta muốn lá đừng rơi, chỉ mong tình em quên ngày tháng. Nhấp chén đắng ngân tình này mà lòng người nào có hay, dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say, đã cố quên đi người ánh trăng khuya năm nào, nhạt nhà vàng xa khuất màn sương tan đêm còn hiu hắt men sâu.